chào tất cả các bạn nha. Đóng xuống, bị dồn sườn lại rồi. Rồi bắt đầu. Hai con nữa chuẩn bị nha. Diều nằm đầy bãi hết. Thùng đít rồi hả? Thùng luôn. Không này giờ bệnh mày muốn đặt xuống á, mày đừng đặt dây. Mày lấy cái lấy một lượt luôn. Nhỏ nhỏ đây đi cho nó nhả keo ra đi. Đầu đầu là mày bây giờ xuống cái mày đặt xuống luôn. Quá 2 mét. Không thấy gì hết, vàng kiếm trắng vừa ngộ hả? Rồi chuẩn bị nha. Chấm đứt rồi. Nó thang gì bay tới đây luôn à. Nó vô còn đó. Nó còn đứng theo luôn đó, vô vậy. Chờ đỡ thì được rồi. Phăng anh hai ơi, phăng lên anh hai. Nè rồi. Nè anh bên rồi. Hai ba con luôn nè. Một con tới núi luôn.
rồi. Con này bị mất dây với con diều này. Rồi ra đi luôn. Tím trắng ra đi tiếp. Bị bão quá bão rồi. Hai con rồi. Nó đo dữ ta. Hai con. Bi bi này bi cố tình quá. Bi cố tình quá. Tăng giờ tăng giờ bây giờ là. Nó nói thả bằng dây giấy á. Chút nhỏ. Chút nhỏ. Kéo luôn cây đó. Vô cây bên đó qua đầm nó ngon lắm bộ. Vô quá là vô này. Có gió này chiều chưa hỏi. Rồi, xuống luôn rồi. Hả? Quán cướp lại hết. Quán cướp nhiều vàng lắm. Chị mang bút biếu. Tư thấy ông Tư thấy sợ luôn lại. Cái gì? Ờ đi. Là chút chim luôn ta. Chị gắt đưa mua đi. Nào yếu sườn chịu không nấu đâu. Rồi một con bức đếp. Đâu rồi? À dìu muốn đạt. Dìu đạt đi luôn rồi. Đạt đi luôn rồi. Chưa. Ôi, rồi sao vậy? Hợp leo. Vút buồn rồi, bức rồi. Bức rồi, đi rồi. Dù nó có thấy không ta? Chà, xà dữ à. Vút rồi luôn luôn á. Ra ruộng luôn. Tới giờ chào rồi, tao có chừng lý luôn rồi. Không có. Mày, à, cái chỗ trong qua bên kia đám đất trống sao? Ngay chỗ cái cây ấy á, cái camera á. Chỗ camera vô cái đám đất trống á. Hả? Đâu? Không biết nó là ở kia đâu. Nó không thấy á. Chạy vô đâu? Rồi, chạy xuống dưới kia hả tiếp. Đâu, tại vì hồi nãy mày ấy xăng vô đó. Lắc trời xuống, trời xuống thì đầu ấy keo lại. Hai này cắt nữa nè. Hai này cắt nữa nè. Chạy. Phóng. Ồ. Trời nãy tao kêu ấy keo ấy chân nó cái nó nhả keo ra. Rồi lấy keo chích lại, thả tiếp. Ngay em một. Chơi luôn đi, chạy cho nó gãy hết luôn đi. Trời giới bán đồ. Đại lý bán đồ mà sợ gì? Diều có diều gió là ngon lắm đó nhớ bộ. Diều em là đem bên kia thả nè. Diều nhỏ đó. Ừ, diều lực gió ở đây ta. Ừ quá. Gió này đi qua đi lại hay rồi. Xuống nó khỏe sườn luôn nè. Tập đó về nói ngủ riêng mình á. Thì
sao? Hết rồi. Hai đảo rồi. Bây giờ nó quá trời rồi nè. Đó, đó. Nó còn cái giận nhiều giấy luôn rồi. Quá cỡ luôn rồi. Chạy cái clip này tối rồi quay lên kìa. Cái clip này coi mình đã luôn rồi. Anh coi TV hay anh coi cái vậy? Mới vô ấy á. Rảy rồi xong rồi. À, vô vô coi được không, thấy không? Thấy rồi. Thấy rồi hả? Vô mở lên coi rồi. Thấy, coi đã hơn bự. Thấy ông nhỏ bữa cầm giường mình bị giục nước á. Lâu rồi. Rồi bắt đầu tháng hàng qua kia đi chỗ này coi lúc hồi lên từ con đã à, vợ nhà bá coi. Ở nhà là không biết cái này sao sao đó. Biết thế rồi. Mới vô đó. Rồi tới tư nè. Tư dữ á. Nó rút lên. Chạy vô. Lạnh luôn. Đó, giục tay nữa đây. Này chung chút cái này nó luôn, không có đứt nữa nào. Đó, nó bông rồi. Nó quơ nữa. Cái vậy? Thằng ấy tiếp theo chạy chút á. Thấy mà. Hả? Thấy gì con chút, cũng ngay trước mặt luôn. Hả? Từ đây ngồi cho chỗ này nè. Đó, nhiều giá ba của mình nè, đó nè. Ai cầm ta, ai cầm nhiều này ta? Ai cầm? Cầm giấy chỗ này cũng là mà. Thả nó lấy nhợ ai mà nó thả rồi ta? Cột vô trụ rồi. Này, này cho nó chờ anh sát luôn nè. Ý, sao bước? À, bước rồi. Thôi, bước lên, bước lên.
riết từ em một hết rồi. Hai chạy luôn à, hai chịu không nấu rồi. Hai chạy với tôi luôn. Rồi. Cao thủ thả diều con à. Ông Bình đúng mệt, đúng manh áo luôn à. Nhờ trời mát á. Dây đồ tan nát luôn. Nát tan hết dây. Ê, như dịu dàng bay. Làm gì có hai sừng lên kia hả? Nhiều lúc á, cắt hai cái que đó. Quá trời. Mình đừng chết cây trồng nhãn đó nha. Khổ khổ của người ta. Cắt luôn á. Ông bị đó, ông làm dịu trắng đâu đó. Bị kênh chứ không mình. Có hả? Ví dụ một con nuôi đạt nuôi sắp gần nở rồi mình đòi lại hay sao? Mình kia sắp trước đây trả nè. Trả chưa? Trả rồi. Đạt hết rồi, mẹ tao cắt cổ hết giờ, mẹ tin không? Mình đâu dám nói đâu, chờ cho tao mẹ nói anh em thôi, kệ nhịn tiếng đi. Mình khách đi đâu? Cái nãy là nó đúng rồi, anh có nước rồi đúng rồi. Kêu em giữ chỉnh coi chỉnh nước nè, tại sự thiếu. Cái trấn à, nhiều quá rút cái cuồng dây ghê chứ. Ủa giờ của anh kia rồi ta? À, bức rồi. Dù đỏ phải không? Dù đỏ bức rồi, bức mút lên gần tới bìa kia. Mình giống chạy xuống à. Lên gần tới cái đường xứ đó nè. Cây dân mình có cây dân kêu y vậy. Có giờ ở dưới này thả đi đồ cho lính hội tỉnh á. Gì mà có chưa? Có chờ cho lính hội tỉnh á. Có con nào bước xuống là ngồi trên đường xứ cha à. Hai kéo chu đích luôn á. Hai bữa nay mệt mỏi với nhiều anh á. Thì anh bay mà sao anh đó? Ngân gì đó. Cái gió này là gió này không có con nào mà chịu nổi á. Gió này con nào nó cũng quậy á. Gió này cho xuống luôn là ta. Ngang lèo quá Lượng ơi. Kêu kéo lèo lên. Đó, có kìa. Có gì à, vậy? Con có rồi không? Vừa này vừa ấy. Vừa con phúc. Đạt. Thank you.
luôn á, bình lưu bên đây không thấy xuống luôn ha. Nhậu gà đâu có phải. Nó sao đen chứ. Nhậu Sơn à. Sơn bình không xuống. Hồi trưa nó xuống rồi, đi đâu chứ đây nè. Đi cái đâu câu cá câu ếch gì á. Dây vắng như mặn nhện à. Má cái như cái này mà tầm này nó mà chịu quậy rồi nó nhào con trong tới cho đâu có gỡ nổi, nó cắt dây giục luôn. Bỏ rồi. Cắt dây rồi bước rồi đi lượm. Woo! Ui! Kêu đèo lên, kêu lên. Kêu đèo lên đã mấy ơi. Đổ mồ hôi rồi đó, Phúc đổ mồ hôi rồi đó. Mày mày có gió mát đấy nha. Bà mà vợ tôi mới coi nó có cái thằng đồng mà nó mập mà nó đè cái sợi dây con diều quá sao bự rồi. Dạ. Thì nó làm Phúc á, nó nói 80 kg đó. Dày nó một tạ chứ ta. Đè cái sợi dây vừa thả bữa bà anh bãi. Ủa mình nói phải trúng từ nó mới mở à. Chứ không nó cũng chẳng biết. Nó cũng mở ra ná ná vậy đó. Mình chưa có rành đó. Tao kéo lên tao ra tao đại bắt bắt kinh mẹ cho nó dễ. 180. Mà bây giờ mình coi bên YouTube nó đa dạng nó nhiều. Đi ra khỏi về đi mày. Đi con. Bớt gió lại con. Đi coi cho hay coi. Ờ bớt gió hả? Gió ông nào nói sách dìu bình banh không lạnh cũng dìu anh mát sáu không dìu lạnh hả sáu á làm cho to để gió chân nó tiêu á sắp quan thì chân gió mạnh được rồi gió lớn quá thả thử rồi sắp được cũng lên cũng được mình nó kêu thả đi sao đâu khác. Mệt quá rồi. Đang làm bà này. Bà này đang thả bà đó thì bà này dụng văn ở trên nó bổ xuống bà nhảy như cốc vậy. Bà đang căng á, lột đầu cái bà xuống đất cái nhảy bụp bụp như cốc tới rồi là nhảy có. Không có rồi đó. Quá trời. Lấy đi. Con đi với nó đi. Để lấy nó hết cước rồi. Bỏ cước đâu mà. Lại nhiều quá đủ chơi sát lèo luôn à. Chắc cây luôn. Lên cao trời dây vậy đâu đó nùi vậy. Lôi nhoi. Quẹ. Chế mua da mi nhân 13 bán nhiêu mét vậy? Mi nhân 13 bán nhiêu mét? Đó được. Chế đều. Coi phim ta kêu đóng dây quần chúng chưa đóng. Là TV rồi chưa đóng đâu. Mấy cái nhà cổ quay đầu cũng chết là bức là
bất rồi quay qua luôn rồi, xong xong luôn rồi, đổ qua 3-4 tua luôn rồi, chết cha rồi, đâu quá hay vô mày, ngáo lộn hay luôn, bay, ủa hay mấy tua mà nó lặn qua cái ra đi về nơi về quán thiên lý quá không này tới đám trầm cao đó à tới về đất đó à. Nghe chỗ cũ nữa rồi. Đây ngay đám đất bự á, để vô chạy có đường một có chạy vô thẳng vô luôn à. Vẫn nhột phải sao á chứ. Bánh này là bánh xác hết nè. Con này lên là bánh xác hết nè. Dám chắc. Cởi cho nó vui. Nãy giờ là mày chạy nhiều lắm rồi. Mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi, tiếp này quay cũng khá dài.
nửa tiếng rồi. Bữa nay gió quay vui quá vui. Vừa mất bao nhiêu lệnh đã. Rồi chào các bạn nha.